Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 9 tháng 6 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ quý vị đây thì chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình nhà anh chị Cường Lệ ở tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ một bộ bàn ghế đây. Trước mặt quý vị đây là khung cảnh cái ngôi nhà và chiếc xe của chúng tôi. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào bên trong và quay cái không gian phòng khách của gia đình cho mọi người xem. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể cái không gian phòng khách nhà anh Cường Lệ đây. Anh thì chuyên làm nha khoa ở tại Tuy Lộc quý vị nhé. Phòng khách rất là đẹp. Đây là bộ ghế nghê đỉnh 10 món bằng chất liệu gỗ hương đá chúng tôi vừa bàn giao gia đình đây. Khá là rộng nên là cái khung hình máy chúng tôi không quay bao quát hết được. Đây quay bao quát hết được quý vị này. Bộ này thì bao gồm 10 món, toàn bộ là chất liệu gỗ hương đá và chúng tôi đục chạm phần trương là thủ công bằng tay. Ánh sáng trong nhà nó hơi bị lóe sáng một chút. Đây quý vị, tôi sẽ đến và quay cận cảnh chi tiết về bộ ghế này. Đây là phần bàn. Phần bàn là phần mặt chúng tôi là đục tứ linh long ly quy phượng. Đây là hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ đây. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh anh Cường nhá, anh chủ nhà đây quý vị nhá. Anh Cường chủ nhà đây. Thì hôm trước là anh vợ chồng anh đã xuống và ký duyệt mọc bộ sản phẩm rồi. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện và đấy, bàn giao cho gia đình. Đây là hình ảnh chiếc đoàn dài đây, như là chị Lệ và chị vợ anh Cường như là chủ nhà. Thì tôi quay gần hơn và quay chi tiết hơn cái bộ ghế này. Đây, phần vách là tam sư vân cầu, cũng như là phần trương nghê là nghê bảo đỉnh, trương nghê bảo đỉnh đục chạm thủ công bằng tay rất sắc nét. Vách là vách tam sư vân cầu. Toàn bộ chúng tôi là sử dụng chất liệu gỗ hương đá 100%, rất là giá trị. Phần đôn là có ngăn kéo hết, toàn bộ phần đôn ngăn kéo hết. Đây, cái hình ảnh góc máy này thì nó hơi ngược sáng một chút. Quý vị đã có nhu cầu muốn mua sắm hoặc sở hữu những sản phẩm bộ bàn ghế phòng khách như của gia đình anh Cường Lệ này thì có thể liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 806. Website là đồgỗtùng8.com. Đây phần mặt đây. Thì hôm trước là tôi cũng có quay video giới thiệu cái phần mọc của bộ sản phẩm này rồi. Quý vị nào muốn xem thì có thể truy cập vào YouTube, bấm bộ nghê đỉnh tay 15 và đồ gỗ Tùng Tám thì sẽ ra video mọc của bộ sản phẩm này. Đó, đường nét chi tiết cũng như là cái dáng ghế kê vào rất là đồ sộ và hoành tráng quý vị nhé. Chất liệu gỗ hương thì rất vô cùng giá trị, chúng ta sử dụng thì sẽ có giá trị về lâu dài. Riêng đồ gỗ này không bao giờ bị mất giá. Rồi, ok, xin chào mọi người nhé và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác. Hôm nay là hiện tại đang là ngày mùng 9 tháng 6 năm 2020 và đây là không gian phòng khách nhà gia đình anh Cường Lệ tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Ok, xin chào mọi người.